Sao anh lại ở đây? Anh thấy con nó bảo là em bị ốm, cho nên anh về xem thế nào. Anh sang không biết gọi tôi một câu à? Thế em đang ngủ chả nhẽ anh gọi em dậy? Đang mệt thì nằm đi ngồi dậy làm gì? Thế thấy trong người còn mỏi mệt chỗ nào không? Tôi không sao. Anh nấu cháo rồi đấy, để anh lấy cho em ăn nhá. Tôi không ăn đâu. Ơ kìa, ăn cháo đi, có tí tía tô nó còn giải cảm. Xong còn uống thuốc đây này. Mẹ ạ. Mày với thằng Tiến lại quay lại với nhau đấy à? Không ạ. Không thì tại sao nó ở đây? Sao con biết được? Chắc vì thằng cu đô đấy ạ. Có thật là mày với thằng Tiến không có cái gì không? Nhưng mà mày là phải chắc chắn chia tay với nó. Đừng có nửa nọ nửa kia, nửa nạc nửa mỡ. Rồi thì không khéo mất cả chì lẫn chài đấy. Tôi còn đang mệt lắm, mẹ đừng nói nhiều nữa. Tao chả nói nữa đâu. Mày muốn làm gì thì làm, đừng để cho thiên hạ người ta chửi tao là có con gái mà không biết dạy. Dở à? Tự dưng thay khóa mới. Chết tôi rồi. Này, anh làm cái trò gì trên đấy đấy? Sao tự dưng lại thay ổ khóa làm cái gì? Để người ta phải trèo rào đấy. Thế không biết gọi cho anh một câu à? Thế xuống đi. Xuống được thì đã không phải bỏ ổ trên này. Thế làm sao? Rồi, mắc lên đây này, đỡ cô gái. Đây. Đây này. Cả cái thanh sắt này. Sao nghịch ngu thế? Ngu cái con thỉ, đẩn đi đi. Nè, 2, 3. À, thôi, đau. Cố lên lần nữa đi. Không, vào thì tôi, đau. Ai? Thôi. Thế làm nào bây giờ? Đi vào bên trong này, đỡ bên trong xem được không? Nhanh lên. Đây. Toàn làm mấy cái trò nhố nhăng. Đỡ đi. Cao này em đỡ sao được? Vào nhà lấy cái ghế. Nhanh lên. Đây này. Đẩy cái chân lên. 2. À, từ tao đau. Ai đau. Ôi, đau quá. Thế chứ. Đây. Tụt quần ra. Tụt được thì tụt lâu rồi. Thế làm nào? Đi vào lấy cái kéo ra đây. Nhanh. Nhanh lên. Xót. Nhẹ thôi. Trò chết. Đau. Mà em ấy, tự dưng lại thay cái ổ khóa làm gì không biết. Khổ quá cơ. Sáng đưa thằng Đô đi học, loay hoay mãi không mở được.
Thành ra con suýt muộn học ấy. Sang gọi anh về anh sửa cho. Vâng. Đợi gọi được anh về thì biết đến bao giờ. Mà đằng nào chả phải thay. Thay thì phải nhắn cho người ta một câu chứ. Để người ta leo rào thế bao giờ không? Anh trách em đấy à? Có mà tại anh ấy. Về chả gọi báo em một câu rồi tự ý trèo rào. Còn nói nữa. Người ta định về nấu cơm để tạo bất ngờ. Bất ngờ đâu? Bất ngờ này. Đâu thế? Cho chừa cái thói tự làm theo ý mình đi. Chờ chưa? Anh đang chưa rồi. Đâu rồi? Chưa rồi. Chưa rồi. Nhìn cái mặt này là chưa đâu. Chưa. Sao đây? Sụt. Thẳng cái mông xuống. Đỡ chưa? Đấy, nhẹ thế đỡ thôi. Thật ra anh ấy định cái gì đấy quá lên thế. Em ấy nỡ đối xử với chồng như thế à? Anh ấy lần sau làm cái gì thì phải nói với vợ một câu. Toàn tự làm theo ý mình thôi. Biết rồi. Thế cái quần rách này rồi thì làm nào? Thế lấy quần khác cho người ta thay đi còn gì nữa. Lấy ở đâu ra? Anh mang đi hết rồi còn đâu. Bây giờ chỉ còn bộ com lê cưới thôi. Mặc không? Cưới á? Ý em là... Đuốc lẩu ô bẩm bùng lên anh lưa. Sóc bom bò rộn rã tiếng chảy khuya. Bông con ra vọng đê đong đưa. Giá gạo bán đêm vì ngày bận làm mùa. Thắng ơi! Hưng ơi! Xem con quần áo bẩn nó mang ra loạt luôn một thẻ đây này. Tiếng cười vui đầy lũi đen phăng ve. Có ai đi về phía những hàng cây. Mời qua đây tiếng yêu vui. Ngạc đêm nay dùng nhịp điệu bằng choay 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 choay. Hôm nay thằng này sao nhỉ? Chắc là về nhà vợ nấu cho cái gì ngon ngon. Phấn khởi quá. Không phải đâu. Có khi cãi nhau với cái Thu. Nó điên lên. Nó cầm cái gì nó vụt vào đầu. Sang chấn tâm lý rồi. Mày chỉ giỏi suy diễn. Để tao kiểm tra nha. Tiến ơi, còn cái chăn đấy mày có giặt nốt không? Mang hết ra đây. Thôi đúng rồi. Thấy chưa? Lấy quần khác cho người ta thay đi còn gì nữa. Chỉ còn cái bộ com lê cưới thôi. Mặc không? Cưới á? Ý em là...